được các cầu thủ Anh Gia Lai tạo về phía khung thành của Katung Khánh Hòa. Vừa rồi là cú đá của Đoàn Việt Cường. Đoàn Việt Cường mới trở lại đội hình của đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup. Đây. Tấn Tài được chuyền rất hợp lý, khá nguy hiểm. Cú đá vừa rồi là của Ngọc Điều. Pha phối hợp giữa Tấn Tài và Ngọc Điều. Ngọc Điều vừa rồi đã kết thúc ở một góc hơi hẹp. Cơ hội phản công cho Anh Gia Lai. Hoàng Thiên, cầu thủ trẻ xuất sắc của đội bóng Thiên Huế, một cú toàn ngang dứt điểm. Cú đá của Hoàng Thiên, bóng đá đi trên cột dọc khung thành của thủ môn Danh Hoàng Tuấn. Vừa rồi là một pha tấn công khá bài bản của các cầu thủ Anh Gia Lai. 2/3 thời gian thi đấu hiệp một trận đấu giữa Anh Gia Lai và Katung Khánh Hòa đã trôi qua, tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0. Người phải nhận thẻ vàng bên phía đội khách là Phạm Hoàng Đức. Thêm một cơ hội sóng gió nữa được các cầu thủ Anh Gia Lai tạo về phía khung thành của Katung Khánh Hòa. Cú đánh đầu của Hoàng Thiên. Phút thứ 10 hiệp 2 trận đấu giữa Anh. Nhưng bàn thắng đã không được công nhận, đã có lỗi việt vị, rất tiếc cho đội chủ nhà. Bóng đã làm tung lưới khung thành của thủ môn Danh Hoàng Tuấn bên phía Katung Khánh Hòa, nhưng đã không có bàn thắng được ghi. Trước đó thì bóng đã chạm sang ngang. Tăng Tuấn đã Văn Trương. Hoàng Gia Lai đang cố gắng tấn công quyết liệt để tìm kiếm bàn thắng. Quý Sửu dứt điểm từ xa. Chúng ta gặp Katung Khánh Hòa. Chúng ta cùng xem lại cú sút xa nguy hiểm của Quý Sửu. Danh Hoàng Tuấn đã bó tay, nhưng